vì nọ lương tiếp cả này bệ mòn lóa của bệnh covid liếp cầu đang khổng ngờ xe đại ổn yên hở việc phòng và tảng làn dịch bệnh covid liếp cầu việc quản lý ngòi nèm bệ cần men pet bệnh covid liếp cầu lắc vừa đã cháu tròi đây đang tiếp nèm để tỉnh Thái Nguyên lồng lành hết xe hết nội bay thân mức tắm nhất mưa bài pet óc của dịch bệnh nhọn bệ cần đã đẩy cháu tròi đây cả này tèo men pet tò tèo từ hua bơn hốc từng cả này tỉnh Thái Nguyên đã mì lý cần men pet tèo bình covid liếp cầu lăng vừa đã đẩy chói đây giá và hỏi mẹ các lé rút tỉ phương bài cần bình này đã đẩy cháu chói đây bình rú tỉnh Bắc Giang Bắc Ninh và đẩy tỉnh Thái Nguyên tiếp toàn xe mở các lé giúp bài cơ sở y tế máy bệnh lăng sổ nội van các lé bài cần này đã men tòi tèo bình covid liếp cầu ngay lăng vừa chắc cả bài cần men bình tòi tèo ngành y tế bại tỷ phương đã lập thì hử bại cần bình này mưa bệnh viện nhiệt đới trung ương xe cháu tròi sang tí hết bài bản pháp tàng làn dịch bình covid cầu lèo quy định việc cách lé lèo tòa cáp sau bệnh viện xe hết phòng cách lé chân cả thạch lọ viên chậm nà trừ bại nhân viên ăn vằn thơ ngòi nèm chức lè hử cần bình cùng lèo hết y nèm bại quy trình mỹ y tế bên cả nung sửa khóa ni lông dù cách quay nắm xe pet óc tới cần bình thân nhân viên y tế tỉnh tiếp vừa dịch bệnh covid liếp cầu bài pet óc hang mơn khí thường cả này tỉnh Thái Nguyên đã toàn đẩy bác khí liếp tham cần đã cháu chói đầy bình từ tỉnh Bắc Giang Bắc Ninh và bệnh viện nhiệt đới trung ương mà tỉ phương xe cách lé tiếp nèm rú trung tâm y tế bệnh viện bại huyện thành phố thị xã trang tỉ huyện Võ Nhai lê tỉ phương mì số lượng cần đã pet bình covid cầu đã đẩy chói đây mưa cách lé là nhất 6 chất pet cần nhưng đang thị dự lè cần nâng trang sổ cần đã men pet bình covid liếp cầu lăng bừa các lẽ hòm đo sổ vằn rú huyện nhưng tiếp nèm các lẽ chất vằn rú lườn xe cỏ phấn của việc tàng làn dịch bình hử đang cấu và pì nọng rú kha bản nọng đầy bài bạc sĩ sáng cả nắm đầy chập 6-7 cần rú đơn lườn và các lẽ cần nâng rú tỉ nâng nọng cũng đã hết nèm lèo cầm sáng của bài y bạc sĩ cái này huyện Võ Nhai mì sam tì cách lách hòm hư bại cần tứng lè đà men pet bình covid liếp cầu bại cần chập nà 6 cần bình và bại cần mà tỷ phuông tứ bại tì mì dịch trang tì tì cách lé xe hử bại cần đàm tứng men bình covid liếp cầu đã đầy cháu chỏ đây hỏi mà tỷ phuông mì sam thiếp chất cần sam thiếp cần đã cách lé đo nhì thiếp ết vằn và mì kết quả xét nghiệm khí bày lè nắm men bình sau gần đây men bình covid cầu tò tèo đã đầy hử pây bệnh viện nhiệt đới trung ương cháu tròi xe bao ổn giúp bài tí cách lé phiến bài pet óc ban chỉ đạo tàng làn dịch bệnh covid cầu của huyện đã hết và y nèm chăn trừ bài quy định cách lé lèo thon cả của bộ y tế bài tí cách lé mì quy chế hoạt động ban công trách nhiệm rõ ràng hử bài cần hết việc mì nội quy và thon cả rõ ràng hử mọi cần dù búng cách lé búng cách lé này cùng 17 đồng chí phạm công an quân đội tò cáp 6 phạm y tế xe hết bài quy trình mà bộ y tế đã tạo óc vừa thân phòng cách lé bong khỏi cùng tạo óc nội quy quy chế vừa tính phòng cháu tròi cùng sáng cả cần dân nắm để pê tèo lai và nắm chụp lai cần rú sở sàng bộ phận y tế cùng cả hử sở chỉ huy hết việc kiểm tra y tế ăn vằn trang thì ngoài vừa toàn bại cần đà men pet bình covid cầu đầy chói đây mà tỷ phuông lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã hết y nèm quy trình mở tàng làn dịch bệnh cần bình để lập ao pây thân bại cơ sở y tế xe cách lé đo nhì thiếp ết văn lèo quy định ngành y tế đã mì bài chìa mà thon cả thân bài trạm y tế xã vừa bàn trao cần bình trạm y tế lại tiếp tục ngòi nèm tới 6 đường đường mì bài tổ táng ngòi trướng ngòi nèm cần bình xe cách lé đo chất vằn rú lườn lượng bấu 7 ngày có tự theo dõi ở nhà không. Cả này, dịch bệnh covid liếp cầu đang chăn cả khen khỏng. Do bệnh, sang giường khảo khim ngòi tiềm của bài cấp ngành chức năng, bài cần đà mẹt pét bệnh covid liếp cầu đã đầy trỏi đây, lăng bừa cách lé đo vằn hỏi mà lườn, cùng cần khảo khim ngòi dòm sức lèn của đang cáo, bừa hắn năng cáo ai bông, mì bài mòn nắm đây mới sức lèn, lại cần báo ngay bài cơ sở y tế rú sở nhất, khe mình cách kẻ nhùng đập thì. Say sáu tì, mọi cần dân cũng lèo tỏng công lèn, có phấn khỏi việc tàng làn dịch bệnh covid liếp cầu trang thì tốt nà.